Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Như các bạn đang thấy ở đây, hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề về Art Toy Mix. Voila. Oh yeah. Thực ra thì bình thường như mọi lần anh cái tay sẽ thích siêu tập về một dòng đồ chơi nào đó nó đủ bộ hơn, hoặc chết là nó tập trung vào một dòng rồi chúng ta có nhiều pack mở ra hơn xui blind box. Nhưng mà ở trên thị trường Art Toy ở thế giới, kể cả lần ở Việt Nam của chúng ta thì đôi khi nó có những cái món đến từ rất nhiều những studio nhỏ lớn khác nhau, mà kiểu như là những cái dòng đó nó cũng không có nổi tiếng lắm, hoặc là nó dài hơi như là Bearbrick hay là Pocky Molly của Popmart vân vân. Những bộ sưu tập đến từ những studio nhỏ hoặc là những studio mình chưa nghe qua bao giờ. Tuy nhiên do nhìn cái hình demo cũng như là cái concept là rất là thú vị, cho nên series mở đồ chơi Art Toy Mix được ra đời ở trên kênh Toy Station. Ok, và hôm nay thì sẽ có những cái món sau đây cho các bạn. Chúng ta có hai cái pack ở trên này là chung một series. Nhìn là các bạn biết nhân vật Natra ở trong cái phim Natra the Movie ha, kiểu mình không nhớ rõ tên. Một lần đã chiếu rạp ở Việt Nam rồi. Bốn cái pack ở dưới đây là bốn dòng khác nhau, và đặc biệt ở bên trái chúng ta có hai cái hộp đồ ăn, hai món Art Toy ở trong cái concept cái hộp đồ ăn như thế này, đến từ một thương hiệu, một studio ở Việt Nam, made in Việt Nam 100%. Bên trong hai hộp này cũng như là 6 pack ở đây có gì, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Let's go. Đầu tiên chúng ta đến với hộp này, Sanrio characters, những nhân vật ở trong thế giới Sanrio. Ok. Nếu như bạn nào chưa biết thì Sanrio là một thương hiệu của Nhật, như là một cái vũ trụ của những nhân vật dễ thương. Ở trong đó chúng ta có những nhân vật như là Hello Kitty nè ha, Pom Pom Purin, rồi Badtz-Maru. Đây, đó, hình mấy em nó ở đây nè. Đây là một dòng được mua lại bản quyền của Sanrio bởi một công ty của Shanghai. Shanghai là Thượng Hải. Yeah, Thượng Hải. Hai cái hộp nó hơi méo mó xíu các bạn, do vận chuyển. Ở bên trong chúng ta sẽ có nó là cái sticker hả? Cái bề mặt nó hơi kiểu trơn trơn, nó có cái lớp cốt mờ các bạn, mình tưởng là giống như hình xăm nhưng có vẻ như là nó là sticker các bạn ạ. Ok, một cái hình kiểu mashup của các nhân vật khá là dễ thương. Ở đây chúng ta có một cái list. Wow, hình demo trông có vẻ hấp dẫn à. Rất là thích cái độ bóng của em này, có vẻ như là chia theo kiểu nghề nghiệp đó các bạn. Luật sư nè, cảnh sát, lính cứu hỏa. Wait, what? Nhiều dữ vậy? Ở đằng sau còn cả một cái list nữa, quá trời luôn. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta chỉ có một pack duy nhất thôi. Và cái pack này nó làm theo phong cách những cái stud của Lego, kiểu nhiều những cái pack khác nhau có thể chồng lên được. Ok, rồi giờ mở ra sau đây. Ôi, hay là mình tách cái này ra nhỉ? Phải không? Ủa, dán kỹ vậy rồi sao mở? Hold on. Ok, có lẽ là phải rạch ra rồi. Đây, và có một cái băng keo ở đây nữa. Cái này thì mình thấy đóng gói hơi bị kỳ rồi nha. Nói chung là ví dụ như đóng gói kỹ gì kỹ nhưng mà cũng phải chừa một đường cho khách hàng mở ra chứ. Ui, thì ra là như thế. Kiểu cái hộp này nó hình trụ nhưng mà nó lại như thế này một pha. Nói chung là thiết kế hộp cũng khá là cồng kềnh đấy nha. Rồi mình đã xem nào, nhân vật bên trong. Ok, rồi khá là ngộ nghĩnh, khá là lạ nha. Cái này là nhân vật, hình như là nhân vật em cún là Pom Pom Purin. Đây nè các bạn, đó là cái em cún này nè ha, Pom Pom Purin. Đây em này, em chó đội cái nón họa sĩ trên đây, nhưng mà được đi kèm thêm một cái phụ kiện, thêm một cái nón len ở trên này nữa, cái nón chú hề, và concept là chú hề luôn. Em nó sẽ được trưng vào cái đế như thế này. Đó. Cái phần chi tiết gạch này á là để nếu mà chúng ta có thêm một cái hộp nữa thì sẽ gắn bên đây, nó nối lại thành hai cái được. Ok, rồi mặc dù là một nhân vật của Sanrio rất là dễ thương, sticker này chất lượng, tuy nhiên thì mình lại không có một cái cảm giác đã lắm với lại cái phiên bản này các bạn ạ. Cái đầu tiên luôn ha, bởi vì sao các bạn biết không, nó rất là nhẹ. Bởi vì nó rỗng bên trong luôn đó. Và nếu như nhìn kỹ thì các bạn thấy là cái chất lượng hoàn thiện ấy nó không được tốt cho lắm. Ví dụ như nhìn ở đây nè, ở đây là rớt điểm rồi ha, những cái đường thừa xử lý rất là vụng về. Rồi cái phần sơn lem nè, một cái vết dơ ở trên mặt em này. Ui, cái concept gốc của em này nó có cái mụn ruồi không vậy? Đâu có đâu, cái này là cái vết dơ rồi, nó bị dính màu ấy. Rồi cũng có cố gắng phụ kiện này nọ, nhưng mà cái nón này thì nó rất là mỏng, nó nói chung là nó cảm giác bị cheap á các bạn, kiểu vậy. Rồi cái gu pha màu nhìn tổng thể của em này nữa. Thôi mình pass đi nha, pass món này nha, ý là mình bỏ qua một bên đó các bạn, chứ không phải mình bán lại. Đấy, vậy đi. Đến với món thứ hai, chúng ta có một quả trứng vịt các bạn ạ. Duck, chưa biết cụ thể là gì bên trong nhưng mà mình đoán là món này chất lượng à, bởi vì cầm vô nặng nha, gấp 3 gấp 4 lần cái món trước luôn. Series Duck kết hợp với lại Kando, có vẻ như là một studio của Nhật. What? Cái gì mà có tới 4 cái QR code? Tem ha. Nào, mở ra nè. Đó, cũng là một cái kiểu đóng gói wrapping nhưng mà có chỗ để mở liền đàng hoàng nha các bạn. À, thêm một lớp nữa. Chưa gì thấy cái hộp trong suốt, dễ thương ấy. Xem nào. Ồ. Ồ. Ồ, nó là một cái hộp nhạc. Nó là một cái hộp nhạc các bạn ơi, đây nè, có cái đồ vặn dây có ở đây. Rồi xem nào, mở ra. Có nam châm. Wait, what? À đây rồi mấy các bạn. Dưới chân của cái em vịt đang ôm cái nốt nhạc rồi nè, nó có cái nam châm mà nó đúng vị trí ở đâu nè, đúng vị trí, nó có một cái vị trí mà nó có thể hít vào được nha các bạn. Hình như là để mình dò coi. Đây nó có cái vị trí chỗ này ha, bên này ha, nó hít vào chỗ này nè. Thấy không? Right. Tiền thì chúng ta xem cái list nè. Cái list này nhá, chỉ đơn giản là mình bỏ rồi mình vặn. Ở đây có rất là nhiều những cái mẫu khác nhau, rồi còn có bí ẩn ở đây nữa chứ. Và có vẻ như là chúng ta đã mở ra được cái phiên bản này. Đây, phiên bản có em ếch và em vịt. Cho các bạn xem kỹ thiết kế ha. Ở đây chúng ta có một cái loa, một cái bông á, hình cái loa. Rồi cũng có em ếch ở giữa. Kế bên có cái bông màu hồng luôn. À, nó là một cái máy nghe nhạc các bạn. Cái vòng này nó giống như là cái đĩa than ấy. Em vịt đang cầm cái nốt nhạc. Vâng thưa các bạn, đây là một cái hộp nhạc. Mặc dù là rất dễ thương, tuy nhiên thì về chất lượng của cái nhạc ở bên trong á, nó không có được tốt lắm ha. Bởi vì kiểu nghe cái tiếng của nó không có được trong cho lắm. Rồi đôi khi nó có một số những cái tiếng nó quá nhỏ, rồi lại không có đều nữa. Có vẻ như là cái thiết kế của cái cuộn gai á, nó không phải là best quality. Tuy nhiên cái chức năng chính của cái món này nó cũng không phải là cái hộp nhạc mà nó là một cái bộ sưu tập Art Toys kiểu trứng gacha. Bonus thêm chức năng hộp nhạc. À dạ, yeah, nếu mà như vậy thì mình nghĩ là ok. Đấy, và đó là món thứ hai. Thì mình sẽ để mọi thứ trên cái kệ này. Tiếp theo chúng ta đến với một cái hộp này. Cái thương hiệu này mình cũng đang không biết đọc sao đây các bạn. Đọc là Ua hay là Ua. Một sản phẩm của Shinji kết hợp với lại Boombox. Boombox mình nghĩ là một cái hãng cũng giống như là Popmart vậy đó, có thể là không bự bằng. Slogan là For Fun and For Fans. Một series sẽ gồm có 9 nhân vật, trong đó có một nhân vật bí ẩn. Và cái concept của nhân vật này đó là một em nhân vật nhỏ bên trong, bao bọc bởi một em nhân vật trong suốt ở bên ngoài. Ok, thấy là thú vị rồi đấy, nhưng mà không biết là cái hoàn thiện thực tế nó sẽ trông như thế nào. Dạ. Được. Thấy có cái dạng cái bao này là ok các bạn. Đây là cái thẻ hai chút mà mình coi sau. Và cảm nhận đầu tiên. Wow. Phản xạ luôn. Giống như là cái dòng Yuki. Ở bên ngoài sờ cái chất liệu nó hơi dính nha. Không biết là tại kiểu như nào. Kiểu nó là một cái lớp nhựa dẻo quá các bạn. Đó. Nó là nhân vật ở bên ngoài trong suốt to, bên trong chứa một em nhân vật nhỏ hơn. Em bên trong giống như là một xác ướp. Đây rồi, đây là cái thẻ của em nó nè. Theo mình tìm hiểu được thì cái concept của cái dòng Art Toy này á, nó là những cái em nhân vật bên trong sẽ có những cái nhiều hình dạng và concept khác nhau, và đa phần là những em nó thích một mình. Tuy nhiên thì những em nhân vật bên trong không bao giờ nhận biết rằng á, là xung quanh mình luôn luôn có một cái nhân vật bự hơn, kiểu bao trùm mình luôn, giống như là một thần hộ vệ hay gì đó. Rồi còn các em nhân vật bên ngoài thì luôn luôn được thích che chở và bảo vệ cho những em bên trong, mặc dù là những em nhân vật nhỏ không biết có sự tồn tại của mình, kiểu vậy. Rồi ý tưởng ok đấy, hiện thực hóa thì cũng ok luôn, mà chỉ có đúng một cái mình không hiểu đây, tại sao là một cái sự cố tình nhờ cái lão, hay là do cái chất liệu nhựa dẻo này nè, gặp trời nóng quá cái nó hơi bị rít đấy. Cảm giác giống là kiểu nó bị dơ chứ không phải là cố tình hơn. Từ trước đến giờ thì mình cũng đã mở ra một số dòng có cái hoàn thiện cũng tương tự, ý là cái ý tưởng á, cũng tương tự. Như là em Unicorno này ha, hai em Unicorno luôn. Ở đâu? Em này là Unicorno, em này là Mermicorno, còn em này là Yuki. Đấy. Em Yuki này là gần giống concept nhất nè. Thì cái phần trong suốt bên ngoài á nè, nó cũng là nhựa dẻo, mềm mềm, các bạn có thể bóp vào. Tuy nhiên thì cái này mình trưng ở ngoài cũng lâu lắm rồi đấy, không có vấn đề gì. Chất liệu sờ vào rất là đã tay, trơn láng. Hoặc là thích hơn nữa thì là như em Unicorno này, có hẳn cả nguyên một cái nón rồi nhựa cứng luôn, trong suốt. Mình thích cái dạng này hơn. Còn em này là đặc luôn nè các bạn. Đó, chất liệu trong suốt ha, sờ vào ở ngoài cũng rất là láng và đặc ở bên trong luôn, kiểu được đúc đặc. Rồi muốn thì bên trong vẫn có chi tiết cho vào đàng hoàng luôn, kiểu vậy. Còn không hiểu sao em này cầm vào thì lại rất đứt tay, có thể là mình sẽ đi rửa thử coi nó có tốt hơn không. Ok, và sau khi đã rửa em nó cho nó sạch thì đầu tiên các bạn có thể thấy em nó được trong suốt hơn một chút xíu ha, kiểu nó mất đi cái lớp bụi bên ngoài. Và cái cảm giác em nó ok rồi, xác nhận luôn, rất là trơn láng, sạch sẽ đàng hoàng. Và mình chính thức phê bình khâu đóng gói của dòng này nha. Chất liệu nhựa dẻo ban đầu cũng không đến nỗi nào, nhưng mà kiểu tay mấy ông đóng gói không có được sạch á, cầm em nó rồi cho vô bọc hay sao á các bạn. Kiểu lần đầu tiên mà có một món Art Toys mà mình phải rửa đi nó mới tốt hơn. So weird. Tập hôm nay là chưa gì là mình thấy nó hơi bị weird rồi các bạn. Mở ba món đầu mà món nào nó cũng có một cái vấn đề nhỏ nhỏ gì đó. Tiếp theo với cái pack này coi sao. Drag D Teddy. À, hình concept gấu bông, cũng là chất liệu trong suốt, ở bên trong có cái ruột màu sắc ha, trông khá là bắt mắt. 9 phiên bản khác nhau, phiên bản bí ẩn, và có vẻ như là chúng ta sẽ tương tác kiểu thắt dây gì được ở đây đây nè. Rồi để mở coi sao. Đấy, packaging khá là xịn sò. À, chúng ta có cái thẻ, ui mở được em demo luôn ấy. Ok, cũng được cũng được. Cái màu đỏ này thì mình cũng thích nè. Xem nào, please. Chất lượng ok, xem nào. Oh, nice nice. Mới sờ vào là cảm thấy ngon lành rồi đó. And ooh, beautiful. Let's go. Em này đẹp ấy, đẹp ấy. Trước tiên cho các bạn xem 360 độ cái đã. Chất liệu nhựa trong suốt là nhựa cứng ha. Ở bên trong có cái chi tiết màu, chi tiết thân rồi tay ở bên dưới nè ha, là nhựa cứng đặc, chuyển màu ombre đàng hoàng. Và cái màu nó được pha vô cái nhựa luôn nha bạn, chứ không phải là cái lớp sơn bên ngoài không. Ồ, em này có trái tim lòi ra đây luôn. Phần mắt hình cúc áo, mắt bên này bị lòi xuống. Phần đầu giống như là được bị mở ra nè các bạn, chỉ bung ra nè. Ê, đừng nói bên trong này nó là cái đèn nha. Tại vì nó có một cái sợi này để mình rút ra các bạn. Oh, rút ra được, rút ra được. Ủa là sao? Ở bên trong nó có vẻ như là nó có cái charm. Mình lắc nó kêu. Nhưng mà có mục đích gì khác nữa không? Đọc mấy cái dòng này là mình không hiểu đâu các bạn. Nhưng mà đây nè, mình làm đúng rồi nè. Kéo cái này ra, rồi lắc lên lắc xuống. Rồi sao nữa? Không lẽ em nó phát sáng hả? Có đâu. Ah no các bạn ơi, có các bạn ơi, có phát sáng. Bởi vì cái setup đèn này của mình đó, quay nó sáng quá nên là nó át luôn cái sáng ở bên trong cái quả cầu này. Bây giờ để tắt bớt đèn. Rồi, được chưa? Oh my gosh. Wow. Wow. Beautiful. Món này hay ấy, món này hay ấy. Sao? Mình để im. Ok, để im một lúc thì nó tắt. Đây các bạn. Ôi ơi, đẹp luôn nha. Giống như em này được activate lên á. Nhìn cái em gấu này á là mình liên tưởng tới em Teddy của nhân vật Annie trong game Liên minh huyền thoại ấy. Đấy, cái nào có chơi không? Nhưng mà thực ra thì theo mình được biết á, em này là nó xuất phát từ một em pet trong cái game Identity 5, một game thuộc cái loại multiplayer kinh dị. Bạn nào có chơi thì chắc là biết ha. Cool, rất là thích món này. Cho các bạn xem close up kỹ hơn về cái hoàn thiện của em nó. Rất là tốt nha, không có lỗi. Tuyệt vời. Tính ra thì những tập Art Toys Mix như thế này cũng giống như là một cái video để mà các bạn có thể tham khảo. Mà các bạn và mình cũng có thể tham khảo được trước những cái dòng Art Toys nó như thế nào. Nếu mà thích thì có thể là mình sẽ tiến hành sưu tập luôn đủ bộ. Đấy, và nó cũng kiểu có cái tính chất hên xui. Thường thì những cái tập mà mình nhắm vào một cái dòng nào đó, mình sẽ nghiên cứu rất là kỹ, mình xem demo, tìm hiểu thông tin vân vân. Nếu có thì mình xem review trước luôn, rồi mới order đầu tư về đây, review cho các bạn. Cho nên đa phần các bạn sẽ thấy là những cái tập mà mình review về những dòng Art Toys mà full bộ á, là lúc nào nó cũng chất lượng, nó xịn sò hết là như vậy. Còn những tập mix như thế này, đây chắc chắn là sẽ có cơ hội lọt vào những cái dòng mà nói chung là nó không có tới đạt lắm ấy, bởi vì mình thoáng hơn ở cái khâu chọn lọc. Nhưng mà về tính chất đa dạng thì những tập mix như thế này chúng ta sẽ có cơ hội nhìn được nhiều dòng khác nhau hơn. Những tập tập trung vô một dòng thì chỉ có một dòng đó thôi. Đó, cái nào cũng có cái dở cái hay. Rồi, cái này là một món đi theo phim nè. Về Việt Nam hình như có sắp thành Natra giáng thế hay cái gì đó. Có thấy quảng cáo khá nhiều ngoài rạp và rất là nhiều những cái clip được cut highlight, được các bạn chia sẻ trên mạng. Tuy nhiên thì mình cũng chưa có dịp được đi coi. Với cái bộ sưu tập cụ thể này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 phiên bản, trong đó có một phiên bản hidden limited edition ấy. Và các nhân vật sẽ ở dạng là đang ở trong trứng các bạn ạ. Này là Natra Baby nè, đang ở trong trứng nè. Này là Ngao Bính nè, con của Long Vương ấy. Này là một cái dạng rồng của Ngao Bính thì phải. Thêm một số những nhân vật khác nữa. Ok, để xem nào. Nhìn cái packaging ở bên ngoài thì mình cũng khá là kỳ vọng của cái chất lượng bên trong. Nhưng mà để xem. Thẻ luôn. Nhìn cái này giống như là bịch bánh hay là bịch trà gì đó nhờ. Ok, chúng ta sẽ được quả trứng nào đây? Một quả trứng rỗng. Nhân vật bên trong là Pom Pom. Ui, oh my god, so cute. Quá là dễ thương nha các bạn ơi. Chúng ta được nhân vật Ngao Bính Baby nha. Oh my gosh, không hề thất vọng luôn. Xem nào. Yes, em nhân vật không có được dính hẳn vào cái quả trứng ngay từ ban đầu mà nó rời ra như vậy các bạn ạ. Nhìn thấy cái món chất lượng xịn sò là mình nổi da gà liền luôn ấy. Hoàn thiện, phải gọi là cực kỳ tốt nha các bạn. Nhìn cái đuôi nè. Đó, cái phần vẫy đuôi, các thứ. Oh my gosh. Rồi phần tóc nè. Perfect. Rồi cái chi tiết cái sừng nhỏ xíu ở đây nữa nè. What? Cái phần mắt nhắm lại trông rất là thật ha, rất là có hồn luôn. Dạ, mặc dù mắt nhắm lại nhưng mà dạ trông rất là có hồn. Cái thần thái, ý mình là cái thần thái của gương mặt đấy. So cute. Và khi đặt vào quả trứng thì em nó sẽ trông như thế này. Gió. Oh my god. Rất là thích luôn các bạn, rất là thích luôn. Beautiful. Cho các bạn xem kỹ luôn cái phần chi tiết của cái phần đế này nè. Đó, đẳng cấp liền. 3D nổi lên nha. Ở bên dưới, một sản phẩm mới toanh của Mana Workshop 2021. Vâng, và mình rất mừng bởi vì mình đã mua tới 2 hộp này. 2 hộp thì tỷ lệ trùng là chắc chắn là thấp rồi đấy. Bây giờ chúng ta có Natra nè, hoặc là một phiên bản rồng của Ngao Bính. Chắc chắn mong muốn kiểu Ultimate là mở ra được nhân vật special này rồi. Nhưng mà nói chung là tỷ lệ khá là hiếm các bạn à. Thực tế chút xíu thì Natra đi hen. Ráng được Natra là nguyên một cái dòng này mua đúng 2 pack. Hoàn hảo luôn. Xem nào. À, chúng ta có Coi cái thẻ sau. Chúng ta có cái gì đây? Đầu tiên, trái trứng nha. Trái trứng màu vàng. Wait, what? Trái trứng. Yes. Ôi, đẳng cấp là đây các bạn ạ. Best nhân phẩm là đây. Hoàn toàn ngẫu nhiên nha các bạn. Những cái này là dạng blind box. Hay quá mọi người ơi. Đây, chúng ta có một cái quả trứng ombre cam vàng. Tông màu rất là tương phản với lại cái phiên bản của Ngao Bính. Đấy. Và đây là nhân vật Natra. So cute. Let's go. Cái phần đầu để xem. Không, đầu không có xoay được nhá. Đấy. Đằng sau. Look at this. Mông em bé. So cute. Ở Ngao Bính thì chúng ta không có thấy được cái phần đó bởi vì nó là cái phần đuôi các bạn à, đuôi rồng. Đấy, Wow, cái phần mắt hoàn thiện, tuyệt vời. Nó chỉ là cái lớp sơn flat thôi nhưng mà nó có một cái độ bóng khác so với cái phần da. Rồi cái cách mà kiểu tô màu, shading cái màu này nè, tạo chúng ta có một cảm giác giống như là đây là cái con người nó có cái độ sâu, độ trong suốt các bạn. Rất là hay, rất là tuyệt vời. Phần miệng, phần mũi nè, trời ơi, so cute luôn ấy. Trên tay Natra đang cầm cái gì nhỉ? Mình biết về cái truyền thuyết, cái câu chuyện Natra này, nhưng mà cái phiên bản cụ thể của cái ma đồng giáng thế này thì mình chưa có coi, cho nên không biết là tay đang cầm cái gì. À, chi tiết ở cổ có đeo một cái kiềng vàng các bạn, cái vòng cổ vàng, chi tiết phần tóc nè. Đó, rồi cái phần búi tóc, dây. Wow, cái dây yếm rất là mỏng ở đây nhưng mà không có bị lem nha các bạn. Hoàn thiện, đạt ở level hoàn hảo đấy. Rồi chi tiết cái phần ngón chân các bạn xem nè, rất là dễ thương luôn. Rồi đây là nhựa cứng ha, nhưng mà cái chỗ chi tiết cái chân là cái đùi gấp khúc vô nè, mình nhìn bằng mắt kiểu cảm giác là thấy là mềm thiệt luôn á ha, giống như là thật sự là em bé luôn ấy. Oh, so cute. Wait. À, ông này ông ngồi như vậy các bạn, đưa hai cái chân ra. Oh my god, I love it. Vâng thưa các bạn, nguyên một series của người ta có 6 nhân vật, nhưng mà bây giờ không tính rồi. Mà kéo chỉ đúng duy nhất hai phát ăn luôn hai nhân vật hot nhất, dễ thương nhất nữa. Ngon lành rồi, không gì phàn nàn nữa. Tiếp theo đến với hai pack cuối cùng. Đấy, hai pack made in Việt Nam đến từ Ani Toys, sẽ là hai món Art Toys chất lượng xịn sò và độ dễ thương cũng không kém cạnh của hai cái em Natra với lại Ngao Bính này đâu. Vì sao mà mình chắc chắn như vậy? Bởi vì lúc nhận hàng thì mình đã có mở ra chắc trước rồi các bạn. Bắt đầu nó siêu vậy ha. Cái này là unbox lại cho các bạn xem. Cả một cái ý tưởng packaging. Đó, giống như là mình một cái hộp đồ ăn. Mở ra, rồi có rất nhiều những cái giấy độn và lấp ló trong đó. Chưa hết nha, còn có cái phụ kiện nhỏ đây nữa. Đấy. Đây, còn gì ở trong nữa không? Rồi, một ly mì. Mì cá sấu, cho các bạn xem sơ nhé. Đấy. Các bạn thấy hai bên má của em này nó bị lõm vô không? Đó, nó là cái vị trí của cái tai nghe đấy. Trời ơi, cá sấu hip hop sành điệu đàn bàn. Mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ về cái concept của em này lắm, là kiểu vì sao mà em nó đeo tai nghe, rồi cũng như là cái tên của em nó ấy. Kiểu là một lần vô tình Lano trong team Toy Station đã thấy em này ở trên Facebook, cho nên đã giúp mình pre-order em này luôn. Và do là ở trong cái packaging cũng không có thêm thông tin hay là kiểu cái câu chuyện lịch sử của em này, cho nên là mình tạm gọi em nó là bé xấu đi ha. Đấy, chính thức giới thiệu với các bạn, bé xấu nhà ta. Siêu dễ thương luôn, mình siêu thích cái phong cách này luôn các bạn. Phong cách chibi, ú. Trong mặt thì cũng giữ tợn các thứ này nọ, nhưng mà nhìn thân hình thì lại quá là dễ thương. Đeo tai nghe nữa chứ. Em này nếu như mình không lầm thì là bằng chất liệu resin đúc đặc ha. Rất là nặng nha các bạn, cầm nặng tay nè. Tuy nhỏ thôi nhưng cầm vào rất là phê. Rồi tất cả những cái phần sơn hoàn thiện là bằng tay nhé. Cái này có thể là kiểu sơn phun hay gì đó, tạo ra những cái mảng sáng tối khác nhau rất là hay. Ui. Ôi no, em nói chỗ này hơi bị trầy một chút xíu rồi, không biết là phải do mình hay không nữa. Chỗ này là bị trầy rồi các bạn, kiểu nó bị mất một cái lớp sơn. Đó, cũng hơi là tiếc nhưng mà wow, nó đánh dấu em này của mình. Những cái chỗ chi tiết nhỏ như là phần mắt quan trọng nè, rồi phần răng cũng vậy, không có lem, tuyệt vời. Những cái đường ngấn nhỏ nhỏ xung quanh cái vùng miệng, rồi hai cái chân mày kiểu trâu lại nè ha. Đó, ngấn cổ nữa nè, trời ơi. Hai cái phần đường vây, 4 cái chân. Đã ụp ịch rồi mà còn kiểu đứng chụm chân à, so cute. Cái phần tai nghe này thì các bạn chỉ có thể gá như vậy thôi chứ nó không có 500 nha. Rồi chi tiết. Đấy. Chỉ có cái là mình không biết là sao bên này nó bị thiếu cái phần sơn đỏ, bên này có nè. Mới đầu cũng đoán là trong này nó sẽ có 500 thì kiểu nó snap vào ở đây nhưng mà không có nha các bạn. Và cuối cùng đi chung đợt với lại em 6 đến Toy Station là em ta-da. Em La nha các bạn, giới thiệu các bạn đây là La. Đó, bé La. Mình cũng không biết tên chính thức của em nó là gì nhưng mà mình tạm gọi là bé La đi. La trong Gorilla. Ok, nếu như xấu nhà ta mặc câu có bao nhiêu thì em La, bé La mặc phởn và bữa bấy nhiêu. Oh my god, so cute. Thực sự thì cái style của cái dòng này là nó đánh thẳng vào đúng cái gu sưu tập của mình luôn nha các bạn. Những nhân vật nhỏ nhỏ, concept hài hước, rồi kiểu chibi ú ú như vậy nè. So cute. Đây so coi, đỏ coi, đỏ bờ mông, ai dễ thương hơn. So cute. Hoàn thiện của em này cũng rất là tốt nha các bạn. Mình có thể thấy được cái tâm của những bạn artist đã tạo ra những em này. Tuyệt vời luôn ấy. Và nếu như bạn nào của Ani Toys có xem được video này thì mình cảm ơn các bạn đã sản xuất ra những dòng đồ chơi tuyệt vời. Và mong các bạn sẽ phát huy để mình có thể thêm những món để sưu tập. Lần sau nếu được thì các bạn hãy cho mình đi kèm thêm một cái tên hay là một cái câu chuyện gì đó của hai em này, đúng không? Vâng thưa các bạn, và đó là những gì mình có cho các bạn ở trong tập này Art Toy Mix. Với những món đồ chơi nghệ thuật siêu dễ thương đến từ khắp nơi trên thế giới, cũng như là ngay chính tại Việt Nam của chúng ta. Các bạn thấy sao với những món ở đây? Hãy comment ở bên dưới đâu là món mà các bạn cảm thấy giống như là có cảm xúc và kiểu ấn tượng nhất. Chia sẻ với anh Kotai bên dưới nha. Và như thường lệ thì nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh Kotai một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Kotai sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.